dung một lo lắng sau cuộc gọi từ trại của chồng. Dịch Dương chương 18 không được quyết định theo ai, sợ ai khi thắng sẽ lại cứ tôn bằng thứ hai. May nhất Dương đã đủ tuổi, chưa diễn ra phiên tòa cũng rõ chọn gì. Nghe nữ tích tốt cơ bảo đón sang ở cùng còn mừng trở con cũng được đi à. Hai nhà hàng thì cái thằng đó nó thật thà, cái dạng như là nó thật mà nó không phải là cái dạng mà một cái người quá lãng mạn hay là một cái người ấy nữa mọi người. Mà hai cái thằng Dương đâu mà anh không lại đi tao. Đây hôm qua like bạn ông xã ra sức tố đủ điều. Nhìn cách từ con chồng đến khán giả đều ủng hộ. Ván này Hằng thắng tuyệt đối. Không hiểu lý do gì sao bà Hằng bá đấy bị chịu đựng được đến bây giờ, chắc là vì thương hai đứa con với lại là hai đứa con chồng bà. Lần đầu tiên đánh đá nữ đây, cứ giới quan là vợ, và chắc là không bị qua hai ba cái xe, cái này cái xoài đúng không? Đúng. Và chỉ một chút cái nữ là có thể không được. Cái này thì 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 không được. Bởi đây, Hằng Du Mục vừa tiết lộ nhận được cuộc gọi từ trại của Tôn Bằng. Dù không chia sẻ nội dung cuộc nói chuyện với chồng, song nữ TikToker bày tỏ sự lo lắng là đủ hiểu người đàn ông đó tiếp tục có những lời lẽ khó nghe. Cô nàng cũng cho biết hiện Hằng rất lo lắng vì giờ chỉ còn mình và gia đình ngoại là bến đỗ vững chắc cho Nhất Dương lẫn Dịch Dương. Tuy nhiên, Dịch Dương lại chưa đủ 18 để có quyền tự quyết định sẽ theo ai. Hằng Du Mục bộc bạch, cuộc đấu tranh này biết là gian nan nhưng Hằng sẽ cố vì tính cách Dịch Dương rất mạnh mẽ, không thể để thằng bé sống trong một môi trường không tốt để trở thành một Tôn Bằng thứ hai được. Nữ TikToker cũng tiết lộ cô đã về nhà lấy đồ để dọn đến nơi ở mới. Lúc Hằng về có gặp Nhất Dương. Theo lời kể của nữ TikToker, cậu chàng vẫn còn khép nép dọn đồ giúp gì. Mãi đến khi cô bảo sẽ đón hai anh em qua cùng, Nhất Dương mới lộ tỏ vẻ vui mừng. Ngẹn ngào nhất là khoảnh khắc cậu chàng hớn hở hỏi con cũng được đi à, con có phòng không à, để con mua cái máy tính để bàn con tập edit video. Chỉ một câu nói đã đủ hiểu những ngày qua hai bạn đã sống trong nơm nớp lo sợ. Sợ ngày tháng sắp tới sẽ lại đối mặt với người ba vũ phu, sợ sẽ không còn được sống lại chính mình và sợ nhất có lẽ là dì Hằng sẽ bỏ hai bạn mà đi. Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, mặc cho Tôn Bằng vẫn cố gắng lèo lái dư luận, tốt vợ đủ điều, chỉ nhìn cách hai con riêng của anh yêu quý, bảo vệ gì là đủ hiểu ai đúng ai sai trong câu chuyện này. Bên cạnh đó, không chỉ người trong gia đình, ngay cả những người xa lạ cũng đồng loạt lên tiếng bênh vực Hằng Du Mục. Tính đến nay, chẳng biết có bao nhiêu ông chồng người Trung bàn luận về vấn đề này, nhưng cứ 10 video là hết cả 10 chỉ trích Tôn Bằng. Từ KOL đến người dân đều lên tiếng mong nữ TikToker sớm ngày lấy lại công bằng, được trao quyền nuôi cả 4 đứa con. Kể cả team Quang Linh Vlog trước nay rất thận trọng trước drama cũng bày tỏ sự bất bình. Đặc biệt sau hai từ gia đình mà nam vlogger dành cho người chị thân thiết đủ hiểu Hằng Du Mục được mọi người yêu quý cỡ nào. Phải nói, Hằng Du Mục là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường. Trong đoạn video gần nhất trước khi về lại Trung, Hằng Du Mục lộ rõ vẻ mệt mỏi, sụt cân thấy rõ. Song cứ mỗi lần lên live, cô nàng luôn mang đến năng lượng tích cực. Theo chia sẻ từ bố ruột của nữ TikToker, hiện sức khỏe của con gái cũng dần ổn định. Dù ông rất lo lắng, song ông tin vào hai cháu trai lớn sẽ bảo vệ được gì trước sóng gió mà người chồng tệ bạc gây ra. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.